Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Ngài. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mù gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa. Xin mời cộng đoàn ngồi xuống. Các con chứng nhi thân mến, ngày hôm nay cha thấy các con chứng nhi tham dự trong 3 ngày tĩnh tâm cũng rất là đông. Chúng ta chào đón nhau một tràng vỗ tay rất là lớn nè. Hoan hô các con đã đến đây tham dự buổi tĩnh tâm dành cho các con thiếu nhi. Và hôm nay cha đã chuẩn bị sẵn một món quà, nó không có đáng giá bao nhiêu hết, những sâu chuỗi nha. Nếu mà các con thiếu nhi ai trả lời đúng, cha sẽ tặng cho một sâu chuỗi ha. Một lát nữa các con thiếu nhi và quý bạn chị em sẽ được xem mỗi ngày chúng ta sẽ được xem một cái đoạn video clip. Đoạn đó như thế nào lát nữa các con sẽ được theo dõi nha. Rồi bây giờ nè, trong 3 ngày tĩnh tâm, chúng ta các con thiếu nhi và quý bà chị em, cha sẽ chọn một chủ đề thôi, duy nhất. Một chủ đề duy nhất, đó là chúng ta sẽ nhìn vào ánh mắt của Chúa Giêsu. Các con thiếu nhi chúng ta và quý bạn chị em chúng ta sẽ nhìn vào ánh mắt của Đức Giêsu và xem Đức Giêsu Ngài nhìn chúng ta như thế nào. Đơn giản thôi, cha không nói gì sâu xa hết. Nhưng mà trong 3 ngày chúng ta sẽ tập trung nhìn đến Đức Giêsu như là dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha ban tặng cho con người. Và Chúa Giêsu yêu mến con người và nhìn đến mỗi người chúng ta. Ngài yêu mến từng người các con như thế nào? Chúa Giêsu không yêu mến chung chung. Ngài yêu mến từng người các con thiếu nhi. Và chúng ta sẽ nhìn vào ánh mắt của Đức Giêsu để ta thấy Ngài yêu thương chúng ta như thế nào. Ngày thứ nhất, chúng ta vừa lắng nghe tin mừng theo Thánh Matthêu. Các con nhớ chưa? Thánh Matthêu. Rồi ha. Thánh Matthêu ngày hôm nay nói với chúng ta đó là Chúa Giêsu Ngài đi rao giảng khắp các thành thị, các làng mà Ngài rao giảng và Ngài chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Và Thánh Matthêu nói thêm, khi thấy đám đông thì sao nè? Khi thấy đám đông thì sao? Rồi con nhanh nhất nè, con cho cha biết rồi. Cha là khi thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Chúa chạnh lòng thương. Cho bạn một tràng vỗ tay, cha tặng một món quà luôn. Đây là một sâu chuỗi nhỏ thôi ha. Con nhớ về con đọc kinh cầu nguyện nha. Cứ đừng bỏ lên bàn thờ để cho nó vui nha. Rồi Chúa chạnh lòng thương vì thấy đám đông sao hè? Đám đông sao? Đám đông sao? Cái bạn nam kia kìa, bạn nam nhanh nhất nè. Ra đây. Rồi con ra đây. Chính xác nè. Đám đông nó làm sao con? Dạ cha, thì tại vì họ thấy đám đông vất vưởng như bầy chiên không có người chăn dắt. Đám đông vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Gần đúng thôi, chưa đúng chính xác. Thấy đám đông thì sao? Dưới đây đi. Thấy đám đông sao? Rồi con nói cho nghe coi.
Dạ thưa cha, là vì họ làm than phước phưởng như bầy chiên không mùi chân dắt. À đúng rồi, bạn này đã bổ sung thêm một câu rất là đúng, đó là đám đông lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Hai câu này quá dễ đi. Bây giờ một câu khó hơn một chút đi. Dễ quá, các con thiếu nhi cười cha, cha sao đặt câu hỏi dễ quá. Theo các con thiếu nhi mình nghĩ nha, mình suy nghĩ, cái từ mà Thánh Matthew diễn tả về đám đông đó là lầm than. Theo các con thì lầm than có nghĩa là cái gì? Ai diễn tả cho cha hiểu cái từ lầm than là cái gì nè? Rồi cái bạn này, lầm than là sao hè? Con có thể giải thích cho các bạn khác nghe, lầm than là sao? Dạ thưa cha, lầm than có nghĩa là tham lam đến mức, tham lam đến mức từ bỏ Chúa. Rồi ngồi xuống, bạn này giải thích chưa chính xác lắm. Bạn giải thích là lầm than có nghĩa là tham lam từ bỏ Chúa hả? Thì vẫn chưa đúng lắm. Bạn nào hả? Con đi. Dạ thưa cha, lầm than nghĩa là mình ta sai lầm mà ta không biết là ta đang sai. Lầm than có nghĩa là người ta sai lầm không biết mình sai. ai giải thích đúng hơn cho cha coi. Đây con ra đây, lầm than sao? Các con thiếu nhi mà trả lời không được thì cha hỏi bố mẹ các con thử coi. Dạ cha, lầm than có nghĩa là mình ở một mình đi lạc lối, mình không có tìm thấy ai hết đó. Mình đi lạc lối, mình không tìm thấy ai. Gần ra rồi các con ơi. Bạn này nói gần ra rồi, ai trả lời được? Lầm than có nghĩa là cái gì? Mình hay nghe người ta than đó là sao? Sao cuộc đời của tôi nó cứ lầm than, sao nó cứ... sao hả? Thưa cha là buồn. Lầm than có nghĩa là buồn. Gần thôi. Lầm than có nghĩa là gì? Bên đây con... Theo con là than thở. Làm than đó, ngồi xuống. Làm than là than thở. Gần thôi, cha thấy là gần gần thôi. Làm than có nghĩa là gì? Còn ở đây hai đứa ra luôn, hai đứa ba đứa gì ra luôn đây, trả lời từng đứa cho cha. Rồi đi ra đây một nhóm luôn. Rồi làm sao? Coi nhóm này tam cai áo gì đây? Rồi nói cho cha nghe coi. Là không tìm thấy chú. Lầm than là không tìm thấy Chúa. Rồi lầm than là sao? Cũng không tìm thấy Chúa luôn. Giống nhau ghê vậy đó. Con còn sao? Cha là cũng không tìm thấy Chúa luôn. Cũng không tìm thấy Chúa luôn. Ba đứa này nó học với nhau hay sao á? Lầm than trời mẹ ơi. Sao hè? Trong đây có ông bà cụ nào già già không? Khoảng gần 70-80 gì đó. Giải thích thử coi. Phụ huynh bên đây có giải thích được không? Lầm than có nghĩa là cái gì nhỉ? Cuộc đời của mình đã kinh nghiệm, cuộc đời của mình đã trải qua nhiều biến cố ở trong cuộc sống. Các con thiếu nhi có thể nó chưa hiểu được cái nội dung của cái từ lầm than. Nhưng mà quý bà anh chị em chắc, đúng không ạ? Chắc mình đã trải qua. Mình trải qua nhiều rồi thì mình biết lầm than vì sao rồi. Không ai trả lời được hôm nay à? Chắc ngại à, bố mẹ con đang ngại. Lầm than có nghĩa là xem té luôn á. Lầm than có nghĩa là những con người đang sống ở trong cuộc sống giống như chúng ta là các con. Nhưng mà những người ấy bị người khác chèn ép, bị người khác sách nhiễu, bị người khác quấy rối. Cha lấy ví dụ như là buổi sáng cha hay đẩy chiếc xe bánh mì trước cổng nhà thờ, cha bán bánh mì ha. Sáng đứa nào thấy cha bán bánh mì ngoài cổng nhà thờ không? Bữa nào đến ủng hộ cha nghe không?
cho bán bánh mì phía trước cổng nhà thờ. À, nhưng mà có những người khác, có một cái nhóm khác nó đến nó phá cha. Nó không cho cha bán bánh mì nữa. Nó bắt cha là muốn được bán bánh mì ở đây, anh phải đóng tiền cho tôi, ví dụ một tháng 50 ngàn thì anh mới được bán bánh mì. À, có nghĩa là cha là người đang bị người khác chèn ép, bị người khác sách nhiễu đòi tiền. Vậy là cuộc sống của cha lầm than. À, thấy chưa? Cái chữ lầm than có nghĩa là những con người ở trong cuộc sống này đó, mình bị người khác chèn ép nè, mình bị người khác bắt nạt nè, không? Ví dụ như là các con thiếu nhi, mình đi học ở trường, có những bạn bắt nạt mình không? Có không? Ai đã từng bị bắt nạt cho tay cha xem coi. Chú cha ơi, cái gì vậy trời? Cái giáo dục gì mà bắt rồi bỏ xuống, cái gì mà bị chèn ép dữ vậy? Có khi nào các con chèn ép người khác không? Cũng có luôn, đúng rồi. Nhất là mấy ông nam nè, đâu có đùa được rồi, bỏ tay xuống. Trời ơi, mình đâu có để người ta ăn hiếp mình dữ vậy. Không? Đấy, khi mình ức hiếp người khác, khi mình bắt nạt người khác, để người khác phải lầm than là như thế. Rồi, cái từ thứ hai cũng rất là quan trọng. Vất vưởng là cái gì? À, cái từ này cũng hay lắm nè các con. Ai hiểu cái từ vất va vất vưởng đó, người ta thường nói ở trong cuộc sống á, cuộc sống của mình rất là bôn ba, rất là vất va vất vưởng. Nhưng mà cái từ vất vưởng nó có nghĩa là cái gì? Ai hiểu được không? Ai mà trả lời chính xác này cha tặng hai sâu chuỗi luôn, chứ không phải là một sâu đâu. À, rồi con trả lời coi. Dạ thưa cha, vất vưởng là vất vả. Vất vưởng là vất vả. Cũng có một ý nhỏ thôi. Nè, ai mà trả lời câu này là đi tu luôn. Nghe không? Vất vưởng là cái gì? Thưa cha là cuộc sống không bị lộ. Cuộc sống không bị lộ hả? Cuộc sống không bị lộ, cha cũng chưa hiểu hết ý của con nữa. Để tối nay cha về cha suy nghĩ rồi ngày mai cha trả lời nghe. Cha chưa hiểu hết ý con, rồi con nói coi. Dạ thưa cha là cuộc sống không yên ổn. Cuộc sống không yên ổn. Cho bạn một tràng vỗ tay. À, cuộc sống vất vả, vất vưởng là một cuộc sống không yên ổn. Đó là một ý thôi. À, còn nữa, ai phát biểu cho cha được rồi. Cuộc sống vất vưởng, từ vất vưởng là có nghĩa là gì? Con hả? Con trả lời đúng phải không? Xin lỗi cho tưởng bạn này. Rồi con thử coi. Ừ cha, cuộc sống vất vưởng có nghĩa là cuộc sống khó khăn. Cuộc sống vất vưởng là một cuộc sống khó khăn. Cho bạn một tràng vỗ tay. À, đúng rồi. Cha phải cầm theo luôn chứ, chạy tới chạy lui lắc đổ hết mồ hôi nha. À, rồi bây giờ ai nói thêm một ý khác cho cha nè. Từ vất vưởng là cái gì? Vất vưởng là cái gì? Rồi con nói thử coi. Cha, vất vưởng giống như từ nãy. Từ nãy từ nãy nhiều từ quá con. Vất vưởng là cái gì? Ở bên nữ đâu? Trả lời cho cha xem coi. Từ từ, bên nam nhiều quá rồi. Từ vất vưởng. Con thử coi. Dạ ơi cha, vất vưởng là nghèo khó. Vất vưởng là nghèo khó. Cũng gần đúng thôi. Rồi con ra đây. Ra đây. Dạ thưa cha, vất vưởng là một cuộc sống không đầy đủ tiện nghi như người ta. Vất vưởng là một cuộc sống không đầy đủ tiện nghi thì mình vất vưởng. Vẫn chưa đúng lắm. À, bây giờ ý cuối cùng đi. Vất vưởng là cái gì? Bạn nào chưa trả lời rồi, bạn béo béo giống cha ra đây. À, ra đây. Dạ thưa cha, cuộc sống vất vưởng là một cuộc sống không bình yên. Một cuộc sống không bình yên. Lý do tại sao không bình yên? Con trả lời gì vậy? Dạ thưa cha là một cuộc sống bị người ta quấy rối. À, bị người ta quấy rối. Cho bạn một tràng vỗ tay. À,
Bây giờ cha sẽ tổng hợp lại các ý kiến của các nhà thần học nhí ha. Các nhà thần học nhí đã diễn tả cái từ vất vưởng có nghĩa là một cuộc sống khó khăn, không đầy đủ tiện nghi, nói chung là cuộc sống rất là thiếu thốn. Cái từ mà hiểu cho đúng này quan trọng lắm các con. Và kính thưa quý bà chị em, ta phải hiểu được hai cái từ lầm than và vất vưởng. Lúc bấy giờ ta mới thấy được cái ánh mắt Chúa chạnh thương cái đám đông dân chúng lầm than vất vưởng. Hai cái từ này rất là quan trọng. Tại sao tôi hỏi các con thiếu nhi và cứ hỏi đi hỏi lại hai cái từ này? Nó rất là quan trọng để ta thấy được cái ánh mắt của Chúa nhìn đến đám đông như thế nào. Cái từ thứ nhất là cái từ lầm than, ta cũng hiểu rồi. Cái từ thứ hai, cái từ vất vưởng, có nghĩa là bị người khác ném xuống đất, bị người khác quật ngã xuống đất, không trỗi dậy được. Cái từ vất vưởng đó, nó không chỉ diễn tả mình sống mình thiếu thốn, mình không có tiện nghi ở trong cuộc sống, nhưng mà mình còn bị người khác giống như là đàn áp, người ta quật ngã mình nằm xuống đất. Đấy mới là cuộc sống lầm than. Cuộc sống lầm than là cuộc sống bị người ta quấy rối, bị người ta sách nhiễu, người ta đòi hỏi đủ điều hết. Và không chỉ là vất vả như thế, không chỉ là lầm than, nhưng mà họ còn ném mình, họ còn loại trừ mình, họ chà đạp mình xuống dưới đất. Đó là cuộc sống của những người lầm than vất vưởng. Và khi Chúa thấy cái đám đông đấy thì Chúa chạnh lòng thương họ. Nhưng mà kính thưa quý bạn chị em, cái này hơi chuyên môn một chút, hơi chuyên môn về Kinh Thánh. Có thể là cha nói cái điều này các con thiếu nhi vẫn chưa hiểu được, nhưng mà cha đang nói với bố mẹ các con điều này. Cái điều quan trọng nữa, kính thưa quý bạn chị em, điều này rất là quan trọng. Chúng ta nhớ hai cái từ lầm than, các con thiếu nhi nghe được đến đâu hiểu đến đó tùy các con nghe. Lầm than và vất vưởng ở trong cái tiếng Hy Lạp, ở trong tiếng Hy Lạp nó được chia ở cái thời bị động và ở cái thì gọi là thì vị hoàng. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là hai cái từ ấy khi được chia ở thể người ta thụ động và được chia ở cái thì gọi là thì vị hoàng, diễn tả một điều, đó là cái tình trạng của những người lầm than vất vưởng ấy là một tình trạng kéo dài rất là dài. Nó không chỉ xảy ra một lúc, nó không chỉ xảy ra một thời điểm, nhưng mà nó là một cuộc sống bị người ta ăn hiếp, bị người ta bức hiếp, bị người ta chà đạp, bị người ta vu khống rất là dài. Đó là những con người Chúa thấy và Chúa sao? Ánh mắt của Chúa xót thương họ. Ánh mắt của Chúa ngày hôm nay nhìn đến những người lầm than vất vưởng ấy, ánh mắt ấy diễn tả cái con tim tràn đầy yêu thương của Chúa, một cái con tim bừng cháy lên vì thấy cái đám đông dân chúng này nó lầm than, nó vất vưởng quá, nó không được ai chăm sóc hết, nó bị người khác chà đạp, nó bị người khác vu khống, nó bị người khác đủ thứ hết. Chúa yêu thương họ, nhìn họ với ánh mắt của một con tim rất là yêu thương, và Chúa muốn chăm sóc họ. Các con thiếu nhi thân mến, ở trong cuộc sống của mình á, có bao giờ các con thiếu nhi có một cái chuyện gì mình buồn không? Ai có chuyện buồn nào giơ tay ra xem coi. Buồn nhiều hay buồn ít? Nhiều không? Nhiều lắm hả? Thử hỏi coi, buồn nhiều là buồn sao?
Con giơ tay là buồn à? Không thấy buồn gì hết hả? Ai buồn cái gì giơ tay ra xem thử một người thôi. Con buồn cái gì nè? Buồn cái gì? Ra nói ra xem thử coi. Dạ cha, con buồn vì con buồn bị khi bị người khác chọc ghẹo là mình buồn nhiều. À, sao mình buồn vì mình bị người khác chọc ghẹo à, hay người khác ăn hiếp mình? Có bao giờ, hỏi nhỏ các con thiếu nhi thôi nha, hỏi nhỏ thôi, có bao giờ các con thiếu nhi thấy bố mẹ mình khóc không? Buồn khóc không? Có không? Có không? Sao khóc? Bố mẹ sao khóc? Cãi nhau hả? Ông không đưa tiền cho tôi hả? Hai người cãi nhau khóc hả? Buồn sao khóc? Sao? Bố mẹ, dạ bố mẹ con cãi lộn. À, bố mẹ cãi lộn buồn. À, thấy không? Ở trong cuộc sống các con thiếu nhi, mình nè, mình nhìn vào mình nè, mình sẽ thấy có những lúc mình cũng buồn, đúng không? Buồn vì bạn ức hiếp, có thể mình buồn vì mình không học tốt lắm, mình có thể buồn vì mình đang còn cãi lời bố mẹ lắm, mình buồn vì nhiều khi mình còn ham chơi lắm. Hay là mình nhìn vào bạn của mình thấy có những bạn cũng buồn, cũng giống mình. Hay là mình nhìn lên mình thấy bố mẹ của mình cũng có những chuyện buồn. Vậy thì ai trong tất cả mọi người chúng ta ở trong cuộc sống này đều có những nỗi buồn, đều có những cái đau khổ ở trong cuộc sống. Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua những cái đau buồn đấy? Làm thế nào để chúng ta có thể chia sẻ cho người khác cái nỗi đau buồn ấy? Nếu như ta không chạy đến với Đức Giêsu, nếu như ta không nhìn vào ánh mắt của Đức Giêsu, nếu như ta không để ánh mắt của Đức Giêsu nhìn vào cuộc đời của mỗi người chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không hết được những cái buồn đó đâu. À, vậy thì ngày hôm nay cha chỉ dừng lại một điểm duy nhất thôi các con thiếu nhi thân mến. Nãy giờ chúng ta nói rất là nhiều, nhưng mà cha mong các con thiếu nhi ngày hôm nay về nhớ một điều thôi, đó là các con hãy học nơi ánh mắt của Đức Giêsu. Ánh mắt của Đức Giêsu ngày hôm nay nhìn đến cái đám đông vất vả lầm than là một ánh mắt của một con tim yêu thương, một con tim tràn trào. Chúa muốn trao tình yêu cho họ, Chúa muốn dẫn dắt họ để họ không còn phải lầm than, để họ không còn phải bơ vơ vất vưởng ở trong cuộc sống này nữa. Giờ đây các con thiếu nhi chúng ta sẽ cùng xem một đoạn video clip mấy phút thôi, để chúng ta sẽ thấy ở trong cuộc sống của mình còn rất là nhiều người đau khổ lắm rồi. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ xem. À, tắt bớt đèn cho cha để dưới đây khỏi chói ha. Các bạn và quý anh chị em chúng ta cùng xem. Oh,
có người anh em hay chị em, không có áo che thân, không đủ quan hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ hãy đi bình an, mặc cho ấm, ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Vâng, các con Thiên Nhi và kính thưa quý bà chị em, chúng ta vừa xem một đôi nét hình ảnh thôi. Cái lời bài hát nó không được nghe rõ lắm, nhưng mà lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sống trong đời sống mỗi người chúng ta cần có một tấm lòng, cần có một ánh nhìn, cần có một đôi mắt của Giê-xu. Đôi mắt ấy nhìn đến thân phận chúng ta, nhìn đến những đau khổ chúng ta, và chúng ta cũng học nơi Ngài Giê-xu, Thầy Giê-xu của mình, ánh mắt nhân từ ấy, ánh mắt với con tim yêu thương ấy, để chúng ta cũng biết sống yêu thương với bạn bè của mình, với anh chị em của mình. Giờ đây mỗi người chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.